phá tan nỗi lo đất quy hoạch của bạn chỉ bằng một công cụ. Vuelan, một trang web chuyên về bất động sản. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra quy hoạch một lô đất ở phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đây chính là hình ảnh vệ tinh của lô đất trên bản đồ quy hoạch năm 2030. Theo như quan sát thì chúng ta thấy được lô đất này đang được người dân xây nhà sinh sống. Lô đất có vị trí khá đắc địa, nằm gần trường học và xít giáp mặt đường. Tờ 69, thửa bột và diện tích khoảng 5 sào rưỡi. Tôi sẽ ấn vào dấu cộng để xem hình ảnh quy hoạch của lô đất. Những ai chưa biết ký hiệu trên bản đồ thì có thể ấn vào đây để tham khảo nhé. Phải chia buồn với chủ nhân của những lô đất này, toàn bộ khu đất sẽ được quy hoạch làm đất trường học. Cũng đồng nghĩa với việc căn nhà mà bạn đang sinh sống sẽ bị phá trong tương lai và bạn sẽ được nhận tiền đền bù. Đây là bản đồ kế hoạch năm 2024 và cả quy hoạch xây dựng. Trong quy hoạch xây dựng thì tôi lại thấy trong tương lai lô đất này sẽ bị cắt thành hai mảnh do sẽ mở rộng từ đường số 29 đến đường Nguyễn Văn Luông. Nói chung miếng đất này coi như bỏ bởi nó nằm ở vị trí rất dễ dính quy hoạch. Vào ngay Vuelan để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.